Vâng. Đầu ta, sao cậu đứng lại thế? Các cậu nhìn kia. Wow, cầu vồng thật đẹp. Đẹp hơn cả trong sách và trên TV nữa. Nghe nói cầu vồng có 7 màu, thật không nhỉ? Đếm xem. 1. Cầu vồng sắp biến mất rồi. Em vẫn chưa ngắm đủ mà. Anh Đồ To, anh Tiểu Minh ơi, mau nghĩ cách giữ cầu vồng lại đi. Giữ cầu vồng. Có cách rồi, chúng ta dùng màu vẽ bổ sung vào cầu vồng bị mất là xong mà. Tớ thấy cách này không ổn đâu. Trời cao lắm, không hát lên được. Chúng ta cứ thử đi đã. Không được thì nghĩ cách khác sao? Vậy chúng ta cùng hát nhé. Tớ đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng hát. Con Đồ To, mau ra xem cầu vồng này. 1, 2, 3, hát. Đây là cái gì thế? Xem ra cách này không hiệu quả thật. Dưới nhà có thứ gì kỳ lắm. Chẳng lẽ là cô tiên cầu vồng? Con Đồ To, con làm trò quỷ quái gì thế? Bố đồ nhỏ, hóa ra là bố à. Tụi con muốn giữ cầu vồng lại nên liền hát màu lên bầu trời. Cầu vồng bản chất là sự tán sắc ánh sáng mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa. Bảy sắc đỏ cam vàng lục lam chàm tím hoàn toàn không liên quan gì đến màu vẽ cả. Bố đồ nhỏ, bố nói chậm thôi. Tức là cầu vồng trên trời được tạo ra từ nước, không khí và ánh sáng mặt trời, chứ không phải là vẽ ra bằng chất màu. Không ổn, đám màu trên người sắp khô lại rồi. Bố phải đi tắm rửa thay đồ đây. Chúng ta phải làm ra thật nhiều giọt nước với ánh sáng mặt trời. Làm thế sẽ có thể nhìn thấy cầu vồng. Tớ có cách rồi, đi theo tớ. Bước đầu tiên, dùng vòi phun nước phun lên trời. Không được, thấp quá. Dơ cao lên nữa đi. Đồ To, tớ không dơ nổi nữa. Phun thấp thì có phải là không ra được cầu vồng không? Tớ nghĩ ra rồi. Các cậu chờ một lát, tớ quay lại ngay. Chúng ta có thể buộc vòi nước lên máy bay mô hình. Như vậy là phun nước lên cao được rồi. Ý hay, anh Đồ To thật thông minh. Gây go, máy bay mất kiểm soát rồi. Con Đồ To, con có muốn biết cách giữ cầu vồng lại không? Lúc nãy bố chưa nói rõ với con. Bố đồ nhỏ, cẩn thận. Xem ra mình vẫn phải đi tắm lại. Bước thứ hai, dùng đèn thay thế mặt trời. Anh Đồ To ơi, cầu vồng sao vẫn chưa trở về nguyên trạng? Đừng sốt ruột, chúng ta đợi thêm một lúc. Thất bại rồi, lần sau không biết khi nào mới lại thấy cầu vồng. Vẫn không có. Bây giờ được luôn đó. Bố đồ nhỏ, bố không cần an ủi tụi con đâu. Có cầu vồng thật kìa. Wow, thần kỳ quá. Bố đồ nhỏ ơi, bố biết làm cầu vồng thật sao? Con Đồ To, bố từng nói với con, nguyên lý hình thành cầu vồng là giọt nước trong không khí khúc xạ ánh sáng mặt trời. Cái này gọi là lăng kính tán xạ, tương đương với giọt nước trong không khí. Bởi vậy, chỉ cần có nó và ánh sáng mặt trời là chúng ta cũng có thể tự tạo ra cầu vồng. Nếu có thêm một tấm gương phản xạ ánh sáng thì còn có thể thay đổi vị trí hình thành cầu vồng nữa. Các con xem. Wow, tuyệt quá. Vậy là chúng ta có thể giữ được cầu vồng rồi.
mẹ Tạp về nhận được hoa tươi. Wow, bình minh đẹp làm sao. Wow, hoa đẹp quá. Ngát hương thơm. Ngại quá, hoa này của ai tặng thế? Mẹ Tạp về, chúc em luôn tươi trẻ xinh đẹp. Chắc là bất ngờ của bố đồ nhỏ dành cho mình đây mà. Không ngờ bố đồ nhỏ thường ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc cũng có lúc lãng mạn như thế. Mình phải làm một cô vợ dịu dàng hiền thục. Hãy xem đây. Mẹ Tập về, em vất vả quá, uống nước hoa quả đi anh. Uống từ từ thôi, em đấm lưng cho anh. Bố đồ nhỏ, mẹ Tập về, rốt cuộc em làm sao vậy? Chắc chắn là có vấn đề gì đó rồi. Anh quên giặt quần áo và lau nhà. Anh đi làm ngay đây. Việc nhà hôm nay cứ để em, anh không phải lo. Mẹ Tập về làm sao thế nhỉ? Đều là một mình em làm á? Thế còn có ai được nữa? Anh công việc vất vả như thế, việc nhà đương nhiên để mẹ Tập về này lo toan. Em giỏi quá. Bố đồ nhỏ ơi, ra mà xem này. Quần áo giặt xong hết rồi, bãi cỏ cũng dọn dẹp sạch sẽ. Tuyệt vời, mẹ Tập về quá đỉnh. Đây đều là mẹ tự làm hết á. Vẫn còn bất ngờ hơn nữa cơ. Thịt dê xào hành, cá kho, gà hầm hạt dẻ đều là những món anh thích ăn. Bữa ăn này là để đáp lại bố đồ nhỏ đã cần cù làm việc. Con được hưởng cái bố đồ nhỏ rồi. Con bắt đầu nha. Đừng khách sáo, hãy thưởng thức bữa trưa tình yêu của mẹ Tập về đi. Không ổn rồi, ăn no cứng bụng. Uống nước đi. Mẹ Tập về, sao em lại như thế? Con đồ to, đừng tranh tivi với bố. Muốn xem gì thì tùy anh đó. Hôm nay mẹ thiên vị quá. Không xem thì thôi, con vẫn còn việc khác quan trọng hơn. Mẹ Tập về, rốt cuộc em làm sao thế? Em như biến thành một người khác vậy. Em muốn làm cho bố đồ nhỏ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Hạnh phúc chứ, nhưng mà cứ lạ lạ. Bố đồ nhỏ à, anh lãng mạn ghê đó. Không ngờ lại âm thầm tặng hoa cho em, xong còn giả bộ không biết gì. Tặng hoa á, anh đáng yêu thật. Bây giờ có thể nói được rồi chứ. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì? Vì sao lại tặng em hoa đẹp thế? Bố đồ nhỏ ơi, mẹ Tập về ơi, mau giúp con với, lẹ lên. Con đồ to, con vội vàng vàng tìm cái gì thế? Bố mẹ có nhìn thấy bên ngoài hiên cửa? Chính là cái này. Hả? Chính là bó hoa hồng này. Giả là hôm nay con nhận giao hàng giúp tiệm hoa. Bó hoa này giao đến cho chị gái ở khu số 3. Lúc nãy con để tạm ở cửa nhà mình, may mà chưa mất. Đây. Bố đồ nhỏ, mẹ Tập về, con đi giao hoa đây. Thực ra, hóa ra không phải của anh tặng. Sáng nay anh cũng đã đi mua bó rau cần xanh tươi nhất này. Chân to.
Xem con đây, dấu chân nhỏ siêu dễ thương. Của con thế không được. Hãy xem dấu chân to siêu quay phong của bố đây. Thế nào, vẫn là dấu chân to của bố uy phong lừng lẫy đúng chứ? Vẫn là dấu chân nhỏ đáng yêu. Dấu chân to oai phong. Dấu chân nhỏ đáng yêu. Dấu chân to oai phong. Dấu chân nhỏ đáng yêu. Bố đồ nhỏ, đây cũng là dấu chân ư? Cái này nhìn có vẻ là dấu chân đấy. Chỉ có điều hơi to quá đà. Người khổng lồ. Dấu chân của người khổng lồ. Bố đồ nhỏ, chúng ta mau đi xem người khổng lồ trông như thế nào đi. Yêu quái chân to. Trong khu dân cư có yêu quái chân to xuất hiện. Đúng vậy, con chưa gặp yêu quái chân to bao giờ nên mới phải truy lùng chứ. Bố đồ nhỏ đã gặp chưa? Yêu quái chân to rất nguy hiểm. Thế nên nếu chúng ta muốn truy lùng nó thì nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Bố đồ nhỏ, cái này có hiệu quả không? Cái này không hiệu quả lắm. Xem ra uy lực của súng đồ chơi này hơi nhỏ. Chúng ta phải đổi cái khác thôi. Thử dùng cái này. Dính chân nó lại. Con biết ngay đây không phải ý hay mà. Xem ra cách dính chân bằng kẹo cao su không ổn lắm. Có rồi, chúng ta phải thay đổi sách lược. Lấy thủ làm công mới là thượng thượng sách. Đúng vậy, lấy thủ làm công. Lấy thủ làm công. Dấu chân của con yêu quái hướng thẳng về đường đó. Theo phán đoán chuẩn xác của bố, chúng ta chỉ cần cài bẫy trên con đường nó đi qua. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Tạm ổn rồi. Con chó hư, đừng phá đám. Đã xong. Yêu quái mà đến chắc chắn sẽ rơi xuống hố. Bố đồ nhỏ lợi hại quá. Đây là yêu quái chân to sao? Chắc thế rồi. Chân của nó đúng là rất to. Anh đầu to, anh ở đây à? Em vừa qua nhà anh tìm mà anh không ở nhà. Em ăn bận thế này. Tụi em đang đi tham gia lễ hội phim hoạt hình. Anh có đi cùng không? Lễ hội phim hoạt hình. Đồ to, cậu đi lễ hội phim hoạt hình với chúng tớ đi. Thì ra yêu quái chân to là hai cháu à. Tớ cũng đi, tớ cũng đi. Tớ biết là cậu cũng sẽ đi mà, nên đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi. Chúng ta lên đường thôi. Đi nào. Dừng lại. Mau dừng lại. Nguy hiểm. Nguy hiểm đấy. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Đừng đi nữa. Sẽ có rất nhiều nhân vật hoạt hình sao? Em muốn gặp công chúa Bạch Tuyết. Tớ nghĩ siêu nhân cũng sẽ xuất hiện. Bẫy của bố đào hiệu quả chứ. Thank you.
áo len rút sợi. Con đồ to, bố đồ nhỏ, mau ra đây. Mẹ mua áo len mới cho hai bố con nè. Áo len gì thế? Cho con xem với. Áo len bố con nhà gấu, đẹp quá. Bố đồ nhỏ, tôi là gấu to. Bố là gấu nhỏ. Từ từ, mặc cẩn thận, kẻo rách ra đấy. Đẹp đấy, rất vừa vặn. Gấu bố gấu con thấy ấm áp chưa? Đương nhiên rồi, mẹ tập về mua mà lại. Vừa ấm vừa hợp, còn rất đẹp nữa. Dẻo mỏ. Được rồi, hai người ở nhà ngoan nhé. Mẹ đi chợ, trưa nấu món ngon cho cả nhà. Bay lên nào, bay lên nào. Chuyện gì thế này? Sợi len ở đâu ra dài vậy? Bố đồ nhỏ ơi, mau lại đây. Con bị yêu quái sợi len trói quanh người rồi. Bố đây, con đồ ta đừng sợ. Bố tới đây. Sợi len đâu ra nhiều thế này? Gấu đồ ta biến thành gấu bánh ú rồi. Con không muốn làm gấu bánh ú đâu. Mau cứu con với. Đừng sợ con trai, để bố nghĩ cách. Được rồi, gấu bánh ú cuối cùng cũng được giải phóng. Chiếc áo len mới của con, ống tay áo của con. Bố đồ nhỏ, ống tay áo của bố. Gây rồi, thành gấu một tay rồi. Mở cửa ra, mẹ về rồi đây. Mẹ tập về về rồi. Ông sắp bị ăn như miếng bánh quy hình gấu. Hai người đang làm gì mà không mở cửa cho mẹ? Làm mẹ tay sắp nứt mang, vẫn phải tự mở cửa. Mau ra đỡ cho mẹ. Đây đây, lúc nãy không nghe thấy. Tới liền. Hai người làm gì vậy? Tụi anh đang chơi trò chơi, hóa trang thành gấu một tay. Đây là cái gì? Đâu ra nhiều sợi len thế này? Bố đồ nhỏ mau lại đây. Không hay rồi. Gấu một tay sắp bị mẹ tập về ăn thịt rồi. Con đồ to, bố đồ nhỏ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hai người giải thích rõ ràng cho mẹ. Chiếc áo len mẹ mới mua sao lại biến thành thế này? Mẹ tập về, em đừng giận, đều tại anh hết. Muốn trách, hãy trách anh đi. Em đừng dọa con sợ, em nghe anh giải thích. Không mẹ ơi, đều là do con cả. Con không nên giấu giếm mẹ. Đừng trách bố đồ nhỏ. Là áo len của con bị rút sợi, quấn vào người con. Bố đồ nhỏ vì cứu con mới cắt hỏng ống tay áo. Hóa ra là thế. Nói vậy thì mẹ cũng có trách nhiệm. Mua phải áo đểu. Không phải tại em, do áo len không tốt. Mẹ phải nghĩ cách. Áo mới mua vứt đi cũng phí. Con đồ to, bố đồ nhỏ, mau lại đây. Áo len sửa xong rồi. Mất luôn ống tay rồi. Ống tay áo bị cắt hỏng rồi, không vá lại được. Mẹ đành tháo nốt bên còn lại ra, rồi dùng phần len thừa đó theo viền lên hai bên. Thế là áo len biến thành áo ghi lê. Gấu đồ to, gấu đồ nhỏ lại trở về rồi. Bà xã, em thật thông minh. Áo ghi lê cũng đẹp không khác gì. Mẹ ơi, bố con yêu mẹ.